thủ lĩnh trẻ nhất Siri Trương Doãn Thịnh đã cho Vân Anh lên chia sẻ. Và xin chào tất cả các anh chị em có mặt ở trên Zoom cũng như tất cả các anh chị em chúng ta đang theo dõi ở trên livestream. Vân Anh xin chia sẻ về mình một chút. Là Vân Anh họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Vân Anh và năm nay 29 tuổi. Và bản thân Vân Anh thì trước kia là bác sĩ. Và chắc chắn tất cả các anh chị em ở trên Zoom cũng nghĩ rằng là một công việc bác sĩ là vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Tại sao ngày hôm nay ở đây, nếu bình thường thì bác sĩ là phải ngồi trong bệnh viện, tại sao ngày hôm nay lại ngồi đây chia sẻ cho tất cả anh chị em đúng không ạ? Cũng như là bao người khác thì Vân Anh học 6 năm ở trường y và sau đó là có 5 năm về công tác ở tại bệnh viện. Nhưng ở trong mình thì luôn luôn là có một cái niềm khát khao, đó là niềm khát khao tự do. Thực sự cái mong muốn tự do luôn luôn cháy bỏng cho con người của mình, nhưng thực sự khi mà về làm trong cái môi trường của nhà nước thì thực sự rất là gò bó, không cho phép mình đạt được cái sự tự do. Và ngày làm 8 tiếng cứ sáng đi rồi lại chiều về, sáng đi rồi lại chiều về. Và bạn anh nghĩ rằng nếu như cuộc đời mình cứ tiếp tục như vậy diễn ra, cứ cùng một cuộc sống nó nhàm chán như vậy thì là cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Và thực sự là mình đã stress rất là nhiều trong cái quãng thời gian là chưa tìm ra được con đường. Và may mắn khi mà mình mong muốn thì vũ trụ đã đáp lại cho mình, mang đến cho mình cơ hội cùng với tập đoàn sức khỏe Seven Wellness. Và ngày hôm nay thì ở trong nếu như bản thân là bác sĩ thì không thể nào là giúp cho mình và giúp được cho những người khác có được có thu nhập, nhưng ngày hôm nay thì ở dưới mình đã có trực tiếp và gián tiếp đã có ba người đã có chiếc xe hơi và chắc chắn là trong tháng này sẽ có thêm 2 người nữa sẽ vào trong đồng đội của mình sẽ tham dự vào dự án xe hơi và đó là một điều vô cùng và tuyệt vời và hạnh phúc khi mà ngày ngày cứ nhìn thấy các anh chị em của mình là có được thu nhập và xin được chiếc xe hơi bông tuyết về đối với đội ngũ của mình. Và một cái điều vô cùng tuyệt vời hơn nữa đó là chứng kiến tất cả các anh chị em thay đổi từ những con người vô cùng là bình thường, từ những con người vô cùng là nhút nhát đã trở thành một cái con người rất là phi thường và mọi người rất là trao đi giá trị và chia sẻ vô cùng là năng lượng. Và ngày hôm nay Vân Anh tin tưởng một cái điều chắc chắn rằng tất cả các anh chị em có mặt ở trên Zoom và tất cả các anh chị em có mặt trên livestream, bất kỳ các anh chị em nào chúng ta cũng đều tồn tại cái nhân đại bàng ở trong mình. Chỉ có điều rằng là các anh chị em có chọn lựa cho mình được cái môi trường và một cái cơ hội, một cái công cụ để cho mình biến cái nhân đại bàng đấy trở thành con đại bàng tung cánh giữa bầu trời tự do hay không mà thôi. Và khi các anh chị em biết đến cơ hội Siri và S69 thì vô cùng là may mắn và phước duyên cho tất cả các anh chị em đã biết đến được cái môi trường này và chắc chắn tất cả các anh chị em cứ dấn thân vào cái cuộc hành trình với Siri và dấn thân và đắm mình và học hỏi cùng với S69 thì chắc chắn tất cả các anh chị em sẽ đến cái đích của chính bản của mình và chúc chúc tất cả các anh chị em chúng ta sẽ đối với Siri thì hãy cho mình một cơ hội để cho mình thay đổi cái cuộc đời của mình và trong ngày hôm nay thì các anh chị là cái ngày mà thay đổi cả cuộc đời của các anh chị em. Vâng, ok, xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe ạ.